Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Nhưng mà phía sau lưng mình, Ủa tại sao lại có dân làng đứng đó ta? What? Ủa? Có lẽ nào? Dân làng này ra ngoài rồi bị một sinh vật gì đó tấn công không? Ui không có thanh máu luôn nha. Hả? Ui hình như người này đã bị thủ tiêu rồi các bạn ơi. Yêu. Bị treo ở đây thấy ghê quá à. Oh no. Tội nghiệp dân làng không. Ui hình như đây. À đây. Hồi nãy mình thấy có cái chỗ ngọc lục bảo. Tạm luôn. Được thêm một viên để dành. Mai mốt có ngọc lục bảo chúng ta shopping với mấy bác dân làng ha. Rồi ở đây nhà chắc là mình nghĩ nhiều khả năng là của cái bác dân làng hồi nãy đó các bạn à. Nhưng mà củi lửa vẫn còn nè. Mình thấy có khói bốc lên. What? Cửa vào. Cửa vào ở đây luôn à. Ok. Mình sẽ trèo lên coi thử như thế nào ha. Hello. Có ai đây không? Ủa không có ai hết hả? Trong này toàn là tuyết không rồi các bạn ơi. Hình như khu này đã bị bỏ hoang rồi. Có rìu. Phía trên là giường ngủ. Ui cũng có súng nữa hả? What? Súng trường các bạn ơi. Cái này dùng để tiêu diệt hoặc là làm choáng Predator. Ok. Bắn được không? Bắn được luôn. Ơi, nãy vô tình vô nhà của dân làng cái mình lụm được cái súng luôn à. Trời ơi, dân làng này cũng cứ giữ chứ không phải dạng vừa các bạn. Có súng trong nhà luôn mà. Có gỗ các thứ nè. Ok. Cơ bản chỉ có vậy ha. Ngon hay chứ. Ghé vô xíu được cái súng. Mình mượn đi, tại vì dù sao dân làng đó cũng đâu còn ở đây đâu. Và hiện giờ thì mình vẫn đang mình vẫn đang trên đường đi tìm cái gì? What the hell? Bò đột biến các bạn ơi. Ây da. Ui. Mình sắp bỏ mồm rồi. No. Trời. Mình bị một con bò nó aggro. Nhục hơn con cá nục nữa. Trời đất ơi. Tại tên Hero Pride không á. Hắn làm mình giật mình. Ủa con bò đó bị sét đánh rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Mới vô thôi à. Mình tính đi săn thịt bò thêm. Thôi không săn luôn. Giận thiệt sự chứ. Có mất đồ gì không? Hình như là không có mất đồ gì hết các bạn. Cũng hên đó. Đằng kia cũng có công trình luôn. Nhưng mà cái chỗ này mặc dù rộng thiệt đó, nhưng mà không có bất kỳ kiểu như nhóc bò. Ủa lộn, nhóc ngựa nào ta. Ê, tôi có súng đó. Này tôi có súng đó nha. Trời ơi, mình chơi võ hoài. Kệ hắn các bạn, mình bơ hắn luôn. Cho hắn quê sệ. Rồi, ở đây công trình này thì đừng nói lại là tiệm pizza của những cái con gấu bông trong Five Nights at Freddy nha. Ê, nghi lắm, mình nghi lắm. Đây là ở trên nóc. Ủa, trên nóc này không có gì hết. Lạ vậy. Ở đây lại có đường đi xuống dưới. Ok. Mình sẽ lấy một ít cái đuốc coi. Để chúng ta thắp sáng á. Vô trong này tối tăm thấy ghê lắm các bạn ơi. Không có đuốc là hơi bị sợ đấy. Nè. Kìa. Thấy ghê chưa? Ui giống như bọn chúng đang biểu diễn văn nghệ các bạn. Con này nó cầm micro nè. Con này thì không biết chắc là đang nói gì. Còn con bên kia là đánh đờn. Oh my gosh. Mình thử mình coi bọn chúng coi. Nè. Trời nó giơ tay lên nó kìa. Biểu diễn như thiệt luôn á các bạn à. Trông nó không có dễ thương tí nào luôn á. Gấu bông gì mà thấy ghê. Thôi. Qua đây đi. Đóng cửa lại. Để bọn chút. Đây là phòng máy tính. Hết rồi. Dẫn đi đâu nữa không? Con này nó có đánh mình không vậy? Hình như nó bị nhốt trong kia các bạn. Nó không có đánh mình được. Bọn này hình như bữa nay nó hiền hay sao nó không đánh mình gì trơn hả?
Mỗi khi là nó xử mình rồi đó. Bên đây thì lại có một cái đường khác. Thôi mình khám phá lẹ lẹ, chúng ta đi ra các bạn ơi. Ở đây có con chó sói thứ dữ. Xử nó liền. Còn gì khác không? Một cái cửa. Giật hết cho mình à, trời đất ơi. Golden Freddy. Ui, gấu bông màu vàng các bạn. Ê, nó mới nhúc nhích. Hả? Ê. Ui. Nó hét cái gan con hồi nãy luôn kìa. Thôi. Chỗ này kinh dị quá. Nghỉ. Cho tôi ra đi. Không ở đây nữa đâu. Ủa, đường ra luôn nè. Tuyệt vời các bạn ơi. Chạy trốn thôi. Quá là ghê rợn luôn. Cái này ban ngày đó mà còn gì. Ở dưới là tàn tích địa ngục. Thêm một cái tiệm khác nữa. Oh no. Thứ mình cần tìm bây giờ là một đàn ngựa thôi. Có cần phải khó tới vậy không? Ôi xa xa còn có cái nhà của ai kìa các bạn ơi. Được á, mình sẽ qua một bển coi thử ha. Ồ. Cạnh đây còn có cái hang, có quái nó đợi mình sẵn luôn nè. Nó định đắp sọt mình hay sao á? Cầm vũ khí nữa chứ. Ê, con gì đấy? Con Scout. Ê, mấy con nhỏ này thấy gì tấn công đau lắm. Mặc dù mình biết farm nó cũng được khá là nhiều đồ đó, nhưng mà hạn chế đánh nhau với nó các bạn ơi. Cũng hơi nguy hiểm đấy. Ủa nhưng mà đây là nhà của ai trời? Sao nhìn loại gỗ này thấy lạ lắm nha. Mình chưa gặp loại gỗ này bao giờ luôn á. Ôi có rương luôn. Ê, còn có spawner nữa. Thôi, tốt nhất là nên đập spawner đi các bạn. Không nên giữ trong người đâu. Nó rơi ra những cái thịt. À cái thịt này thì mình có thể làm ra da ha. Nói chung thì cũng ok đấy chứ. Ê, ngựa. Đây rồi. Ui, nguyên một đàn ngựa luôn. Let's go. Nice. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được một đàn ngựa rồi các bạn ơi. Mình sẽ test từng em á, coi em nào chạy nhanh nhất mình sẽ chọn em đó. Ui, em này là chạy cũng tương đối nhanh à. Lẹ lẹ, tranh thủ còn về nè. Tại vì trời sắp tối rồi các bạn ơi. Mình phải nhanh chóng lựa ra một em tốt nhất trong này mới được á. Mình chỉ cần tốc độ thôi, không cần nhảy quá cao đâu. Ơi, em này nhanh hơn em ba đốm một tí nè nha. Ok đấy. Đánh dấu lại. Tiếp theo là tới em xám. Rồi. Test thử lại coi. Ui, em xám cũng nhanh nữa nè. Wow. Giờ xét về tốc độ. Xong rồi. Tới máu đi. Máu em xám có vẻ là ngợi hơn các bạn ơi. Ok, mình sẽ chọn em xám nhé. Tại thời gian cũng không cho phép mình ở lại đây quá lâu các bạn ơi. Trời tối mất tiêu rồi. Yêu. Trên đó là cái gì vậy trời? Ủa bên kia là gì á? Ơi. Một anh golem bị nhốt các bạn ơi. Bên kia là danh trại của bọn cướp dân làng. Lỡ đi ngang vùng này rồi. Thôi. Nó thù mất chứ. Con này đi chỗ khác coi. Trời mà hù người khác. Mình sẽ qua bển mình giải cứu anh golem bị kiểu như là bị nhốt á. Đây, anh golem đầu tiên sẽ được mình giải cứu ha. Rồi, anh tự do rồi đó. Tôi còn phải lên trên giải cứu thêm vài anh khác nữa. Xong xuôi thì sẽ cùng mấy ảnh xử lý những cái tên mà cướp dân làng láo tét dám bắt cóc mấy anh golem đẹp trai này. Rồi, xử mấy cái tên này chung với tôi nào mấy anh golem. Ủa nhưng mà bọn chúng đâu ta? Ủa mình tới đây rồi mà bọn chúng chưa ra nghênh chiến nữa. Hả? Lạ nha. Bình thường tới đây là bọn chúng dí lại. Kìa, bọn chúng thấy mình rồi các bạn. Ê, mình test súng không? Mình nghĩ mình nên test súng á các bạn. Để coi ai mạnh hơn. Ui trời. What? Ê, cây súng này mạnh các bạn ạ. Ui nhưng mà nó dễ hư quá à. Đạn thì không chế tạo được. Oh no. Tiếc vậy. Mình không nên bắn cái súng này quá nhiều các bạn ơi. Nên dùng lúc cấp bách thôi. Ê, cái gì đây? What? Ui, kìa, đúng rồi, xử đi anh golem, đúng rồi. Úi giời. Hay lắm anh golem. Ở đây còn tên nữa nè, xử luôn. Cướp dân làng á.
Ôi trời, nó làm mình yếu đuối các bạn ơi. Anh Golem cứu tôi. Thử hắn, đúng rồi. Đụng hắn đi. Đụng hắn. Ôi trời. Ê, có tên cầm rìu nữa. Oh my gosh. Ê, định úp sọt hay gì? Hả? Con này nữa. Xử luôn. Trời ơi, nó trâu quá các bạn ơi. Anh Golem đánh nãy giờ chưa hạ được nữa. Cái con cướp dân làng nó được nâng cấp. Bá đạo thiệt. Ồ, có ngọc lục bảo nữa nè. Hả? Đạo luôn. Rồi, mình sẽ vô trong danh trại của bọn chúng khám phá một xíu rồi chúng ta đi về ha. Trời ơi, đi về trong màn đêm nữa mới ghê chứ. Trên này, hai rương luôn à. Tổng cộng là mình được hai cái sừng dê với cả là một ít cái vũ khí lặt vặt ha. Ôi, con skin Stoneler hôm qua ở trong cánh rừng, nó đang rình rập mình các bạn ơi. Rồi thêm con gì nữa vậy? Midnight Lurker. Ký hiệu đó là của Herobrine. Ui cái gì vậy? Ui biến mất rồi. Biến mất hết cái con Skin Stalker rồi. Hên quá. Mình mà xuống hồi nãy là bị dí rồi. Ổn không ta? Ok, có vẻ cơ bản an toàn các bạn. Tranh thủ qua đây tìm em ngựa lẹ coi nào. Đừng nói. À hên. Trời ơi, tưởng đâu mới có được em xám thôi mà bị mất ẻm là buồn lắm á. Thôi đi về thôi các bạn ơi. Quá đủ rồi. Ừ, cái con gì ạ? Ơi, con Midnight Lurker. Nó dí mình. Không sao. Giờ mình đã có em ngựa rồi. Ê, có gà. Tranh thủ săn thêm gà cái đó. Tại hôm nay mình cũng cần thêm khá nhiều mũi tên đó các bạn ơi. Ôi dồi. Ok. Ngon. Săn được thêm. Ê, nó tới. Chạy thôi người ơi. What the heck? Ủa? Ê, nó gần trước nhà mình các bạn ơi. Thôi xong rồi. Nó tới rồi. Ê, Herobrine. Ui, không ổn rồi. Ủa nhưng mà con này chậm các bạn ha. Có nó bò kìa. Trời ơi, con gì mà chậm chứ vậy. Ê. No. Ok. Mình đã dụ nó thành công rồi. Ồ mày chuối thì chứ. Ổn chưa? Bớt quá giật kỳ dị rồi đó. An toàn để chúng ta đập cái cửa rồi dẫn em ngựa vô trong các bạn ơi. Giờ chỉ còn cách là đập cửa thôi. Rồi, ẵm em ngựa vô. Vô em ơi. Lẹ, rào lại. Ôi, mình bị dính hiệu ứng gì kìa các bạn ơi. Có tên là Thanh Tiệt cấp độ 6 luôn. Ủa cấp độ 4. Ê, kiểu như mình đang bị săn hả? Thôi nha, đừng săn tôi nha. Tôi khổ lắm rồi, đừng săn tôi không có gì đâu. Đi ngủ. Kệ. Trời, sáng trước cái đã. Hiệu ứng này thì kéo dài 7 phút lận. Ê, căng rồi. Sáng dậy thì chắc là mình sẽ tranh thủ mình kiếm một khu vực nào đó có gà, mình săn thêm gà các bạn ơi. Hôm nay thì nhiệm vụ của mình á là sẽ có một cái chuyến đi khám phá ở dưới lòng đất đó. Bởi vì mình mới tìm ra được một cái loài sinh vật, mặc dù là nó rất là hiếm và nguy hiểm, nhưng mà nó lại cho mình một thứ rất là tốt để chúng ta nâng cấp giáp. Vì mình thấy bây giờ giáp của mình khá là cùi bắp các bạn ạ. Bị quái đánh một tí thôi là ngẫm à. Hồi nãy nói gì, bị con bò nó quýnh còn ngẫm kìa. Nhục như con cá nục luôn. Thiệt sự. Nên là mình không muốn bị nhục như vậy nữa. Hôm nay chúng ta bắt buộc phải tìm cách để kiểu như chế tạo được một cái bộ giáp nó tốt hơn mới được các bạn ơi. Rồi, nâng cấp cái ổn nè, cho nó nhiều độ bền tí. Sau đó thì đi săn lông gà ha. Hôm nay mình sẽ đi săn thật nhiều lông gà luôn á. Nhưng mà trước đó thì mình quan sát camera cái đã. Từ từ. Camera nào ta? Số 3. Đúng rồi. An toàn không? Tính ra trước nhà mình luôn á trời. Cơ bản an toàn các bạn ơi. Rồi, đưa em ngựa ra ngoài và chúng ta đi săn gà ha. What the heck. Ui sao 3 con gà bị dính lời nguyền như vậy. Nhưng mà nó vẫn rơi ra lông. Ok. Vậy thì săn nó thôi. Tưởng đâu nó nguy hiểm mà về. Thịt nó cũng ngon đó các bạn à.
Ủa? Ủa? Dân làng linh mục. Ôi! Cái gì vậy? What the heck? Ui ui, cái con slumbering old man. Ui không, ui không. Cái gì? Ấy người ơi. Ủa? Ủa tại sao? Ê ê, nó dịch chuyển, nó dịch chuyển. À không, nó tạo ra mấy cái thạch nhũ gì cơ. Tại sao con slumbering old man này nó lại cosplay cái bé dân làng đó được ta? Ảo vậy. Suýt nữa là mình bị hắn xử rồi. May quá con ngựa cứu mình các bạn ơi. Nó xuất hiện kể cả ban ngày luôn hả? Kinh dị vậy. Ui kìa, nó đang truy đuổi mình kìa. Oh no, oh no. Thôi là mình có ngựa nên là tốc độ của mình hơn hẳn cái con đó ha. Chứ không là thôi xong luôn á. Trời đất ơi. Bất ổn thiệt sự. Ê, nó tới nữa hả? Ui sao nó dí dai vậy? Ê ê, mình đi đường vòng là nhiều khi chạm lại nó nha. Nó chạy cũng ghê phết đấy. Ui đây ra biển rồi. No no no. Kìa kìa kìa, nó tấn công liên tục kìa. Trời đất ơi. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên vô rồi các bạn. Kích thước khổng lồ của nó chắc chắn là sẽ bị dướng thôi. Ui có gà nữa, có gà nữa, tranh thủ tranh thủ. Sang thêm, sang thêm. Ừ, sang như được. Được đỡ bấy nhiêu các bạn. Đấy, vô đây là nó đỡ. Nó đỡ phải dí được mình nè. Ôi trời, dưới sông có cá sấu nữa. Ôi chùi lẹ nha. Đừng để nó bắt được, nó bắt được là xác định mình với ngựa luôn á. Mình với xám là xong đời với nó luôn các bạn ơi. Ok, gắn đi xám ơi. Ê, hình như nó hết dí được mình rồi các bạn ơi. Ok. Ui cũng hên đó trời. Nếu mà hôm nay không có cái người bạn xám này thì không biết chúng ta đã trải qua cái chuyện tồi tệ gì luôn rồi đó. Ê, mình phải thưởng cho xám thôi. Ăn ăn đi xám. Nè. Rồi, ok. Mình sẽ lấy cục waystone ở đây. Được rồi chứ. Vậy là 11 có thêm một thông tin nha. Gặp những cái bác dân làng lang thang á mà không có dẫn theo những cái nhóc lạc đà là mình đừng có lại gần. Lại gần là bị dụ giống như hồi nãy liền. Mày thế. Rồi kiếm thêm gà để chúng ta săn coi. Ok, nãy giờ thì chúng ta cũng đã săn được gần nửa stack lông gà rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi lấy một ít sỏi, sau đó chúng ta về và chế tạo những cái mũi tên ha. Lẹ lẹ mới được. Rồi cũng sắp tối nữa rồi. Vào buổi tối các bạn cũng biết rồi đó. Nó cực kỳ đáng sợ luôn. Ồ ồ ồ. Rớt 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 rớt. Có được hai thứ cần thiết nhất rồi. Thì bây giờ mình đã có thể bắt tay vào việc chế tạo những cái mũi tên phục vụ vào công việc đi săn trong hang của mình rồi đó. Đây, mình sẽ làm thật là nhiều que trước ha. Bấm công thức thôi. Được bao nhiêu đây? Ồ, cỡ một stack mấy các bạn ơi. Kiểu này thì bắn cũng hơi bị đã nha. Rồi, lên đường đi săn luôn cho nóng nào. Chuyến đi này dự là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm đó. Nhưng mà phải bắt buộc rồi các bạn ạ. Ui ui. Ê, lại xuất hiện những cái mặt kinh dị này rồi các bạn ơi. Ê. Ê, mình nghe âm thanh gần cái bên luôn. Ôi, hình như ở trên đầu mình có cái hang hay sao á. Ủa, phải âm thanh của cái con đó không ta? Ồ, mình đang cảm giác là sắp xuất hiện cái con gì đó các bạn ơi. Màn hình mình đang có những cái hiệu ứng. Ok, hết rồi. Chưa, chưa. Hình như dấu hiệu của việc mình sắp tới một cái khu vực gì đó thì phải. Âm thanh đó mình nghe gần lắm. Ui thiệt, ở đây có cái hang. Ui, kim cương. Ê, nhưng mà đó hình như kim cương giả các bạn ơi. Kim cương thiệt thì nó phải có phát sáng chứ. Ê. Ôi no. Mình đã bị ăn thịt bởi cái sinh vật mà mình cần đi săn rồi. Ui, nó đập hai cái là mình ngủm củ tỏi luôn. Nó rất là mạnh các bạn ơi. Ui không. Toàn rồi, không biết nó có kịch rình không nữa. Ok, mình có thể lấy lại đồ được. Có mất gì không ta? Ừ, không mất mũi tên các bạn ơi. Vậy là quý rồi. Thôi nhưng mà bây giờ làm sao để mình không bị nó vả nè. Nó vả hai cái là mình ngẫm liền. Ở đây cũng không được an toàn lắm. Mình phải tạo cái lối chạy trước các bạn ơi.
Cái gì vậy? Ui, ui, cái quần què gì vừa xảy ra vậy? Ok, đây là lối để chúng ta chạy ha. Ôi, ôi, con slumbering gần đây hay gì vậy? What the heck? Ê, ê, có con nào sau lưng mình kìa. Đâu? Nó đang dí mình, nó đang dí mình. Ê, nó trèo lên kìa. Oh no, con skin tone cơ. Oh no, no, mình sẽ đánh vô đầu nó. Đừng có dí ta. Ui, sắp được rồi. Ui, ui, ui. Oh my god, oh my god. Ê, con slumbering old man ở dưới kìa các bạn. Ê, nó tấn công, coi chừng. Ấy, không có xét đánh nữa. Fever dream. Mình bắn nó. Ừ, mình bắn được con Fever Dream, nhưng mà không, mình sẽ tiết kiệm mũi tên các bạn. Ôi no, sao nhiều những cái con nguy hiểm nó xuất hiện gần cái đường đào của mình vậy? Để coi. À, con Fever Dream nó không có lên đây được các bạn. Ơ, nhưng mà nó đang chiến đấu với con ấy. Ủa, nó không có đánh nhau với cái con Slumbering Omen hả? No, muốn đi săn cái con súp tua thôi mà cũng khó vậy nữa. Ây, rồi mình tưởng là nó biến mất rồi chứ. Con phe và rim vẫn còn ở đây các bạn ơi. Mình không chặn mà lóc được. Ê, nó biến mất rồi. Ê, nó chưa biến mất. Ow. Ok. Ê, nó trèo lên trên rồi. Ừ, mình bích lại luôn, không cho nó xuống luôn. Ok. Ủa, sao mình nghe tiếng gì đào vậy ta? Ủa, cái đường của mình nó phá hết tuốt luôn rồi. Những cái hướng gần đây nó phá hết tuốt rồi các bạn ơi. Không, không biết là cái con xúc tua nó còn không nữa. Ừ, hình như đường này nè. Ok, lại. Ê, giật mình nha. Cắm đuốc lại các bạn ơi. Ê, coi chừng. Hết hồn hết vía thì chứ. Ồ, cái con xúc tua nó biến mất rồi. Eo. Ê, có kim cương. Ok, coi như cũng an ủi được đi ha. Đào một ít quặng kim cương ở đây, rồi chúng ta sẽ đi tìm một cái hướng khác. Mình chỉ cần để ý âm thanh đó các bạn à. Thường thì cái con đó nó cũng phát ra âm thanh đặc biệt á, nên là chắc cũng dễ tìm thôi. Ui. Ủa? Ê. No. Ây da, nó dí mình nhanh vậy. Không. Không ổn rồi. Ui. Oh my god. Mình chạy kịp. Mày đấy coi, một tí nữa là ra đi rồi các bạn ơi. Sợ thì chứ. Thật sự luôn, công việc đi săn quái vật dưới lòng đất cực kỳ căng thẳng luôn á. Ôi, mình lại nghe cái âm thanh đó các bạn ơi. Cái tiếng của cái con súp tua hồi nãy nó đạp mình á. Gần lắm. Ôi. Trời đất ơi, bây giờ mình nhạy cảm quá à. Mình gặp cái gì mình cũng rất là dễ bị giật mình á. Tới chưa ta? Ủa, sao mình nghe tiếng nó gần lắm mình à? Ui, thiệt các bạn ơi. Nó kêu bên, ấy sao nó mất máu hả? Cái gì á? Fever Dream. Oh no.
Ây da. À, nó đánh tới mình đâu á? Ây. À, mình cay cái con phe vào rim này thiệt sự luôn á. Ui, nó biến mất chưa ta? Hình như nó biến mất rồi các bạn ơi. Ngon. Rồi sẽ có ngày mình sẽ bán hành lại cho nó cho mà xem. Ôi, không phải hướng này. Đây đây, hình như ngay đây. Nó còn không? Ui, nó vẫn còn, nó vẫn còn. Nó đang mất máu dần các bạn ơi. Ui, đây là một cái sinh vật gì đó. Nhìn vẻ bề ngoài thì trông nó như một cái xúc tua ha. Đúng như cái tên luôn. Nhưng mà những xúc tua này đặc biệt một chỗ là nó phát sáng được các bạn ạ. Khá là ghê rợn luôn á. Đã vậy nó còn đang bị mất máu nữa. Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Bắn nó lẹ các bạn ạ. Yeah. Let's go. Hình như cái con xúc tua này nó không có di chuyển được. Ừ, vậy thì càng tốt. Ê, ê, bắn hộp, bắn hộp. Mình có thể nã nó từ xa được ha. Tuyệt vời luôn. 40 mấy máu, 20 mấy máu. Sắp rồi, sắp rồi. Ê, ủa, nó không rơi ra đồ. Ủa, what the. Ui, 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 ui. Ui, nó biến hình rồi các bạn ơi. Nè đi. Sau khi mình tiêu diệt nó biến hình thành một cái hình dạng đặc biệt hay sao á. Nhìn nó thấy ghê lắm. Hồi nãy mình thấy nó có mấy cái xúc tua nhỏ nhỏ xung quanh các bạn ạ. Trời đất ơi, đã vậy nó còn có thanh máu boss nữa. Ồ. Ê, mình vẫn bắn nó được. Ê, ê, ê. Từ 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 từ. Sao nó triệu hồi nhiều để vậy? Ui, nữa rồi, nữa rồi. Hình như Fever Dream sắp xuất hiện nữa hay sao các bạn ơi. Mình mới bị kiểu mù quáng một xíu. Thôi đi, để tôi săn cái con xúc tua này nào. Nữa kìa, mình bị mù quáng nữa rồi. Săn lẹ, săn lẹ. Yes. À, được chưa? Ê, hình như mình hạ được cái con xúc tua này thiệt rồi các bạn ơi. Ê, đằng kia còn một con khác nữa. Ủa, trời trời trời, nó đập cái con kia kìa. Ôi, nhưng mà trong này nguy hiểm quá các bạn ơi. Kìa kìa, nó đập kìa, nó đập kìa. Ôi, chỗ này hình như hơi tối. Hấp nhiều đuốc lên. Ê, cái gì vậy? No, 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 no. Ôi, không. Không. Ta sẽ không cho ngươi dí ta. Mình có siêu năng lực chạy các bạn. Oh. Hôm nay là cái ngày gì á. Mình bị săn đuổi liên tục luôn á trời. Kinh dã man. Đừng có hù dọa giật mình như vậy nữa coi. Ê. Ê, con Midnight Lurker. Ui, nó dí mình, nó dí mình. Ai. Ai 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 ai. Trời ơi, con Midnight Lurker đó nó dí nha. Kinh thật chứ. Ê, nó đập được mà lắm. Ui ui ui. Ui ui. Chú ơi. Trời đất ơi. Sao nó ghê vậy? Không giống như mình từng gặp nó. Ok, hình như nó biến mất rồi. What the heck. Căng hơn dây đòn nữa các bạn ơi. Thôi kệ đi, giờ cứ tập trung sang con này trước. Ủa, sao bắn nó không có giật máu hết trơn vậy? À, đây 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 đây. Có các bạn ơi. Và nó chuẩn bị biến hình nữa nè. Đúng không? Đó 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 đó. Sau khi tiêu diệt thì nó mới mọc thêm xúc tua các bạn ạ. Ơi, cẩn thận nha. Nó quật một cái là mất nhiều máu lắm đó. Đó 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 đó. Biết ngay mà. Đổi góc để bắn nó dễ hơn các bạn ơi. Rồi, nó đang đánh nhau với con kia kìa. Yêu. Ủa, con kia nó dòm mình thấy ghê quá à.
Hình như nó hơi lag các bạn ơi. Mình phải thoát game vào lại thì nó mới đỡ lag các bạn ơi. Từ từ. Cẩn thận nha. Ôi. Đó. Cái mồm mình vừa nói dứt câu luôn nó gõ một phát. Mình phải bắn nó lẹ nhất có thể mới được. Ok. Mọi thứ đang dần vào quỹ đạo nè. Ôi dồi. Cắm cái đuốc cái cho đỡ sợ coi. Mình tin một xíu nữa nó cũng quật mình một cái cho mà xem. Nhanh lên. Trước khi nó quật mình. 30 máu. 22 máu. Và phát bắn cuối cùng. Ok. Hình như nó đã chính thức bị tiêu diệt vào đây rồi. Hình như đây là cái chỗ lúc nãy mà nó xuất hiện luôn nè các bạn. Ê. Vậy là những cái con này nó xuất hiện cố định hay sao á? Wow. Hình như đây là thông tin mới nha. Vậy thì tốt quá. Và nãy giờ mình săn được bao nhiêu? 23 cái xúc tua rồi. Ủa cái vảy xúc tua chứ. Ơ kìa. Ai. Trời đất. Ok, có vẻ là hông bật shader lên đỡ sợ hơn các bạn ơi. Đây rồi, một phát nữa thôi. Vậy là mình đã săn được thêm một cái con xúc tua đá cực kỳ nhanh luôn á. Ui, công nhận sao một lúc ăn hành thì mình cũng đã tới lúc nhận được những cái thành quả rồi các bạn ạ. Là được bao nhiêu? Đó chính là 36 cái vảy của xúc tua. Đã tới lúc để chúng ta trở lên trên rồi các bạn. Chứ mà ở dưới hàng này càng lâu là càng nguy hiểm đấy. Trở lên nhà thì... Ui, trời vừa lúc sáng luôn các bạn ơi. Wow, đúng lúc vậy. Ủa, hay là trời mới tối vậy? Có thể. Ui, trời mới chập tối các bạn ơi. Ồ, còn hên. Rồi, giờ thì... Ê, con gì vậy? Ui, hên quá. Nó không làm gì đâu nha mình. Ê, ngựa. Ok, ngựa vẫn ổn các bạn ơi. Và với những cái tackle scale này, mình sẽ có thể làm được giáp theo công thức giống như mà mình hay làm những bộ giáp thông thường thế ha. Đầu tiên là nón nè, kế đến là một cái áo, xong rồi một cái quần, và cuối cùng là một cái đội ủng. Dạ ha. Ngoài ra thì mình còn dư một ít. Mình có thể kết hợp nó với que quỷ lửa, cũng như là một ít sắt, cả hai sắt ha, để chúng ta tạo ra được cái vũ khí luôn. Công thức của nó thì bao gồm tầm 3 cái vảy. Đó, chúng ta sẽ được một cái thanh kiếm với sát thương là 19 đam. Wow, mạnh thật sự. Cởi giáp ra và chúng ta chuẩn bị lên đồ nào các bạn. Để coi bộ giáp mới này có mạnh và trông có ngầu hay không ha. Nón. Đó, cái nón là nhìn thấy hơi bị chiến rồi. Có xúc tua kìa. Áo. Quần. Và ủng. Wow. Thật sự mà nói set giáp này cực kỳ ngầu các bạn ơi. Mình cởi những món phụ kiện mình ra nè. Này các bạn, chim ngưỡng đây. Vai cũng đẹp nha. Mặc dù nó có sừng thôi. Áo thì trông cũng khá là chắc chắn nha. Và có rất là nhiều chi tiết làm nổi bật luôn. Với lượng giáp mà bộ giáp này cho thì mình đánh giá là nó tốt hơn giáp kim cương nha. Độ bền thì mình chưa có chắc lắm. Nên là... sắp tới chắc mình phải tìm cách để nâng cấp cái bộ giáp này lên mới được các bạn ơi. Còn cái kiếm, wow, nó cũng khá là tông sẹt tông á nha. Mà còn 19 đam nữa chứ. Quả thật, đầy sắp tới. Ủa kìa. What? Thanh kiếm có skill luôn các bạn ơi. Ui, cái skill này giống như là kỹ năng của cái con xúc tua gì đó. Uầy. Mới sắm bộ giáp tên Hero Prime muốn thử sức hay sao á các bạn ơi. Mình sẽ lại gần hắn và... Hất tung Hero Prime luôn. Người thấy ta thế nào cái tên kia. Bữa giờ ngươi đi theo ta hơi nhiều đấy. Ok, hắn sợ, hắn chạy rồi các bạn. Wow. Các bạn có ấn tượng với bộ giáp mới của mình hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận á. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Love Root cũng như là Game Pass á, thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình sử dụng bộ giáp này và đi săn
những cái con quái vật kỳ dị coi coi có được hay không á. Bye bye. We'll be right back.